Trong chúng ta ai cũng có một chút bệnh, không bệnh nhiều thì bệnh ít. Theo dõi hơi thở, ngồi thiền, thiền hành có thể giúp điều trị, làm giảm bớt và chấm dứt những căn bệnh đó. Sự trị liệu này xảy ra trong từng giây phút. Khi theo dõi hơi thở và buông thư, hơi thở vào có thể là 3 hoặc 4 giây, hơi thở ra có thể là 5 hoặc 7 giây, thì 3-4 giây hay 5-7 giây ấy đã là trị liệu rồi. Điều này đúng cho cả thân và tâm. Trong khi tâm có những buồn phiền, lo lắng, bực bội, thì hơi thở chánh niệm sẽ ôm lấy tâm hành đó, làm cho tâm hành đó lắng dịu xuống. Cảm xúc là một năng lượng, cảm thọ là một năng lượng, và năng lượng đó có thể làm cho ta dễ chịu hay khó chịu. Khi có một cảm xúc mạnh thì ta không có bình an, dù đó là cảm xúc vui hay cảm xúc buồn. Có nhiều người nghe tin mình trúng số độc đắc, rồi vì vui mừng quá mà lăn đùng ra ngất xỉu. Vì vậy, biết thực tập hơi thở thường xuyên thì ta sẽ có khả năng nhận diện và ôm lấy cảm xúc, ôm lấy cảm thọ khi gặp những chuyện bất ngờ xảy tới. Lúc ấy, ta sẽ không bị những cảm xúc mạnh chi phối vì ta đã buông thư những cảm thọ đó rồi. Cái đó gọi là an tịnh tâm hành. Trong kinh An Bang Thủ Ý, có một bài thực tập gọi là an tịnh thân hành, tức là làm cho thân an tịnh và buông thư. Rồi lại có một bài thực tập khác gọi là an tịnh tâm hành, tức là làm cho những cảm xúc, cảm giác của ta lắng dịu lại. Sau khi đã buông thư cái thân rồi, thì tiến tới bước thứ hai là buông thư cái tâm. Nếu đang hờn giận hay buồn phiền, thì ta phải trở về với hơi thở liền lập tức. Biết trở về với hơi thở, thì những cảm xúc mạnh ấy sẽ yếu dần đi. Nếu cảm thọ khổ đau lớn quá, thì ta quán chiếu thêm một chút nữa về người kia, cái người mà ta nghĩ rằng đã làm cho ta buồn khổ. Nếu nhìn sâu vào họ, ta sẽ thấy rằng chính người kia cũng đang đau khổ. Người ấy có những thói quen không tốt, nhưng người ấy lại không có khả năng quản lý, điều phục được nó. Cho nên, người đó đang tự làm khổ chính mình và làm khổ những người chung quanh. Người đó là nạn nhân của chính người đó. Khi thấy được người ấy đang khổ sở, thì ta có thể phát khởi được tâm từ bi, tại vì trong ta có sẵn hạt giống của tình thương. Hễ thấy ai khổ thì ta thương. Sở dĩ ta ghét người kia, ta không thể thương được họ, là vì ta không thấy được nỗi khổ của họ. Một khi đã thấy, thì tự nhiên ta thương được. Một khi tình thương đã phát khởi, thì lòng ta sẽ trở nên mát mẻ, không còn bị nóng bức nữa. Vì vậy cho nên, cái nẻo về của tâm ý vốn có thể được thay đổi. Chúng ta thường có hai khuynh hướng tư duy. Một là đi tới cái giận, hai là đi tới cái thương. Nhưng khổ nổi, tư duy của ta cứ thích chạy về phía hờn giận và trừng phạt. Ta vốn có sẵn cục giận ở trong lòng, nên mỗi khi nghe điều gì đó không vừa tai, thấy cái gì không hợp mắt, thì cái giận bị kích thích và chúng ta bị kéo đi theo lối giận hờn. Khi giận, ta muốn trừng phạt người kia, cái người dám làm cho ta khổ. Mình giận người ấy vì không biết rằng người ấy cũng đang đau khổ. Không biết rằng vì họ đau khổ nên họ mới nói và làm cho ta đau khổ. Khi quán chiếu và thấy được nỗi khổ của người ấy, thì lập tức tâm của ta sẽ tự động rẽ sang một ngã khác, ngã của thương yêu. Lúc đó, lòng ta khỏe nhẹ và tâm hành được an tịnh mau chóng. Tôi viết một câu thiền ngữ: lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương. Nhìn lại để thương, tức là nhìn lại để thấy cái người đã làm mình khổ, người ấy cũng đang đau khổ lắm. Vì họ đau khổ, nên họ mới vung vãi khổ đau của họ lên ta. Và nhìn lại để thấy rằng, trong quá khứ, ta cũng đã từng chịu ơn người ấy. Thấy được hai điều này rồi,
thì tự nhiên cơn giận của ta tan biến và tình thương lập tức đơm hoa. Tâm hành giận hờn, cảm giác khổ đau trước đó từng làm cho ta điêu đứng, khốn đốn, không sao trấn ngự được. Vậy mà, khi có cái thấy kia, tự nhiên ta an tịnh được tâm hành.